quán tâm trên tâm này này, thì bản chất mình cũng phải rất hiểu quy luật là nó là đứa có thể chuyển được hay không. Còn nếu nó không chuyển được thì mình đành phải kết thúc câu chuyện ở đây thôi. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.